Dạ, em chọn ai? Anh biết rồi đó. Rồi, mời Thính về với Dạ. Mời Thính về với Dạ. Tôi biết đây mà. Em biết đây là bỏ chỗ em mà. Chẳng được phải không? Từ đầu thấy ra thấy mắc cỡ rồi. Em nhận thấy cái nét mắc cỡ của Dạ. Em chọn anh ấy thì thôi, chị cũng phải đành chịu. Thưa quý vị, vô tình Văn Khoa trúng số độc đắc. Mời cô ấy về, đợi gì nữa. Hãy đi bước đi của người chiến thắng. Mời cô ấy về. À, mỗi người đàn ông ở từng cặp sẽ có một câu thả thính. À, Tính bắt đầu nói câu với một người phụ nữ mà sẽ theo mình suốt chặng đường từ đầu cho đến cuối chương trình kỳ tài thách đấu. Quá wow wow. Nhưng mà em có được nhìn Harry rồi em nói với Dạ không? Nè, coi lại nha, nồi nào ấp dung nấy nha. Cái nồi này làm sao ấp được cái dung đó? Biết cái nồi này chưa tìm được cái dung, chứ cái nồi này có dung rồi là nó ấp lắm luôn á. Dạ. Oppa. Anh có lẽ là anh hơi thấp và anh hơi tròn, nhưng mà những người như anh là những người tốt bụng. Nè. À, nếu như em không chịu yêu anh. Anh anh sẽ làm cho bụng em bự như bụng anh, bụng em bự như bụng anh. Thưa quý vị, câu thả thính vừa rồi nếu thành sự thật, hai bên gia đình sẽ không vui lắm. Nhưng không sao, coi như là một phần thả thính thành công. Đây là một giọng văn truyền cảm hứng. Mời Mạc Văn Khoa hãy nói đôi điều với Hoàng Oanh. Em xin lỗi sao em mới nhìn Mạc Khoa em mất cười. Không có tôn trọng cái nét đẹp của người ta vậy. Em phải nhìn thẳng vào Khoa, điềm tĩnh, nhận lời thả thính. Dạ. Tập trung. Bị đau bụng hả Khoa? Không có, đây chỉ là tình anh. Okay, xin lỗi. Tỏ tình là giây phút quan trọng. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Em à? Dạ. Ngày xưa đi học, em học giỏi nhất môn gì? Dạ, em học giỏi nhất môn văn. Còn anh thì giỏi môn hóa. Mình cùng trở thành một gia đình văn hóa nha em. Trời ơi. Quá hay. Một lời tỏ tình có tương lai, có tương lai, xây dựng tương lai. Mặc dù không có sắc nhưng mà có tài. Đúng vậy. Một lời tỏ tình mà người ta nghĩ tới là một cặp đôi vợ chồng sống đầm ấm hạnh phúc bên nhau. Gia đình văn hóa. Đấy, đấy. Thì là tương lai đấy. Bây giờ là công Dương. Đó giờ em không quen thả thính anh ơi. Hả? Đó giờ không có thả thính bao giờ hết á. Chưa có bạn gái luôn. Không phải là tại mọi người cứ nhào vô. Mọi người cứ nhào vô. Chứ không cần nói gì. Trời ơi, là bị thả thính không à? Thế thì một lần tập thả thính trên sóng truyền hình với một cô gái không phải là người yêu, nhưng hãy tưởng tượng đây là bạn gái mình. Ok. Nhiều khi cái phim nó bắt mình phải làm như vậy. Ok. Âm nhạc bắt đầu. Đó, thấy đẹp liền không? Thấy muốn mua vé cho phim liền. Nãy là hai cặp này là trả vé nè. Cái gì? Trời ơi, có va chạm luôn. Trời ơi. Em va chạm. Cái gì vậy? Em nhắm mắt lại đi. Sao vậy? Em cứ nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt rồi. Em có thấy cái gì không? Em không thấy gì hết trơn á. Em chỉ thấy bóng tối thôi phải không? Đúng rồi. Vậy em thích bóng tối hơn hay ánh sáng hơn? Thích ánh sáng chứ. Vậy em sợ bóng tối phải không? Đúng rồi. Đó chính là thế giới của em, thì không có anh đó. Đóng lắm. Đóng giả quen. Trời ơi, em sợ quá, em sợ chị Harry bị nguy hiểm như sắp ăn tươi nuốt sống vậy thôi. Bây giờ mời cùng nhìn về nơi tình yêu bắt đầu. Trời ơi, hồi hộp quá. Vợ ơi anh đây, lại tuyệt vời hơn hôm nay mình có nhau.
vặt đồ, đội cái lúp, đừng làm mấy cái chuyện mà nó không nền nã. Thưa quý vị, vì sao họ xuất hiện trong tạo hình này? Vì chương trình tha thiết yêu cầu sự giúp đỡ từ Khả Như, Lam Vĩ Dạ và Harry Won. Rằng là hãy cho ba người đàn ông đứng bên tay trái của Trường Giang đây một cơ hội để làm điều họ chưa bao giờ làm trong đời, đó là cầu hôn. Đúng chưa? Hồi hộp quá. Chưa bao giờ làm trong đời. Nhưng mà em thật sự chưa có kinh nghiệm anh ạ. Mới chỉ nghe bố kể lại thôi chứ ngày xưa cầu hôn mẹ nào chứ chưa kinh nghiệm và chưa làm điều này bao giờ. Thế nên ngày hôm nay em sẽ được làm điều này. Để chi? Tạo cho tiền đề sau này làm cho nó nhuần nhuyễn. Cho em đi mướn bộ đồ vest được không? Không, anh là bữa nay em thấy em quải quá. Không, anh còn, em đi cầu hôn mặc bộ đồ này là coi như là bể là đúng rồi. Anh là kiểu là đột nhiên muốn cưới á, cho nên là không có chuyện bí trước. Bác sĩ bảo cưới. Đúng rồi, bác trời ơi. Thôi có gì Khoa cho anh Đức mượn cái áo nha. Lát nữa em cầu xong đây rồi. Không lẽ có một cái áo ba người mặc để cầu hôn? Cái áo ba người mặc để cầu hôn. Thì đấy, anh em thương nhau tí đi. Không, nào anh cầu hôn mặc cái đồ này cũng có được. Có gì lê rồi, ok rồi. Có gì lê rồi. Dạ, bartender. Cho Đức mượn nha. Sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu chia cặp để cầu hôn. Mời Chú Thị Vinh tiến về phía Harry Won. Ở đây này. Đâu ở đây này. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ nhắc lại, người ta có gọi là người tình màn ảnh thì già có người tình game show. Đó là Trường Thế Vinh. Đúng rồi. Dạ, không có khóc nè. Gì vậy? Tôi chồng con đùm đề rồi. Đâu, mình đang trong cái kịch bản thôi. À. Đời thực thì ai mà dám cầu hôn em. Anh nói là gì vậy? Tại em có chồng rồi, ai mà dám làm điều sằng bậy đó. À dạ. Chị dạ, chị đừng có hoang tưởng, chị đừng có hoang tưởng. Chị tưởng thiệt phải không? Đừng nha chị, okay. nha. Rồi, chúng ta đang vào vai hóa thân. Cái bộ ngon nhất là chị đi hết rồi. Thì đó. Có hai cái kèo thơm phức luôn. Đó lại. Thưa quý vị, cuộc sống này đôi lúc nó phải có cái sự tương đồng. Không về tính cách thì về đường hướng tương lai. Không về học vấn thì về màu sắc. Mời Mạc Phong Khoa về với lại Khả Như. Sao thế? Thật sự em đội ơn anh. Sao thế? Bởi vì là chị Như thì em còn cầu hôn được trước chị Dạ. Thưa quý vị, người ta nói là cái gì thuộc về ai thì nó sẽ mãi mãi thuộc về người đó. Đã là định mệnh thì suốt đời là định mệnh. Dù chúng ta có cố gắng tất cả mọi thứ đi để đẩy cái định mệnh đó ra thì nó vẫn là định mệnh. Bởi vì định mệnh là sẽ gắn liền với cả cuộc đời của chúng ta. Đôi khi không thể đến được với nhau thì là tri kỷ với nhau. Đôi khi không là tri kỷ thì là bạn tham gia với nhau, và đã không coi là bạn, thậm chí có thể là kẻ thù của nhau. Nhưng trên đường đời tấp nập sẽ có ngày gặp lại, và ngày đó chính là ngày hôm nay Đức ạ. À. Ý anh đang nói gì nãy giờ em bấn loạn, em không hiểu được anh đang nói gì luôn. Cuộc tình nào cũng có lúc kết thúc, đoạn đường nào rồi cũng phải phôi phai. Đây chính là lúc chúng ta làm điều ngày xưa chưa làm bao giờ. Dạ, nè đó, cầu qua cầu với anh Giang đi nha. Nha anh Giang, anh đội lúp vô đi, rồi anh cầm luôn đi nha. Em đi về. Gì vậy? Chị về ở đây để tận hưởng giây phút này. Giây phút gì? Tại đó chồng con đầm đề đứng đây quay màn hóa thân. Anh Giang, em nghĩ rằng nếu như mà để anh Vinh qua là nãy giờ em rồi. Ôi anh Giang, anh hợp với cái lúp ghê luôn. Nhìn anh đẹp dã man. Biết rồi đó, Đức tới giờ này mà vẫn còn chưa có ai thì cái gu của Đức đâu phải là em. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái màn hóa thân này. Hãy coi đây là một vở kịch trên đoạn đường đời chúng ta bắt buộc phải đóng không tiền lương. Em không lấy được tâm lý cho nhân vật luôn anh ơi. Hãy cố gắng. Cái kịch khó quá anh rồi, ơi. Mời Lâm Vĩ Dạ đứng qua bên đây. Bi kịch nha, bi kịch của cuộc đời anh ơi. Nói gì nữa, con về với chồng với con rồi nè. Thưa quý vị, các anh chị và các bạn, hãy nhìn xem, quá đẹp luôn. Chúng ta chờ đợi chàng hoàng tử này
sẽ cầu hôn như thế nào với nàng công chúa người Hàn? Xin mời. Ủa em trước hả? Ồ anh trước đó anh. Cho tôi dạ trước đi anh cho không. Không không. Em trước 2, 3. Xí xí cho nói cái lệnh này là hồi trước có làm lần rồi. À xin lỗi, anh xin lỗi anh quên thông tin. Ngày xưa Chu Thế Vinh có làm một lần nhưng không thành công. Thành công chứ gì? Còn anh chưa có. Tập tập nha em. Tập tập tập. Thôi học thi vô. Ok. Ủa tôi thấy đèn sen này có tương ngon. Ri à? Dạ. Sau thời gian chúng ta tìm hiểu nhau anh dần thấy rằng nếu như trái đất này không còn không khí nữa, biển không còn nước chỉ còn muối thôi, lẹ đi cho về nè, thì cũng không có ai thay thế được em trong lòng anh. Em đồng ý làm vợ anh đó. Thưa quý vị, đơn giản, ngắn gọn, xúc tích, chân thành, đó là Trương Thế Vinh. Bây giờ đã đến lúc người đàn ông từ Hải Dương xuất hiện. Người ta bập bấy đó. À thổi bụi để quỳ. Sao lại sợ như vậy? Mặt sợ quá. Ủa tự nhiên nhạc Giáng sinh là sao ta? Nhạc Giáng sinh được. Giáng sinh. Em à, cuộc sống của anh đang yên bình, thanh thản. Cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc 1 tuần, thay ra tuần sau mặc tiếp. Tuần sau mặc tiếp. Thì bỗng nhiên em xuất hiện. Sự xuất hiện của em nó như một tia sét đánh chết mọi thứ, và trong đó có trái tim anh. Sàn bị trơn em à? Làm chồng anh nhé, làm chồng anh nhé. Ôm cái tạo dáng giống như là dance box vậy đấy, ôm cái ngã xuống. Làm vợ anh. Làm vợ anh. Liêm sĩ gì tập này nữa, nơi cưới đi. Mang cầu hôn thành công. Thành công. Nói gì nói lẹ đi chứ nhà bao việc. Thưa quý vị, đã đến lúc chúng ta chứng kiến màn cầu hôn của cặp đôi ta gọi là định mệnh. Bắt đầu. Nhạc kinh gì? Nhạc kinh gì? 10 năm tình cũ. Em à, đổi cái nhạc khác đi. Tâm lý ra không có rồi còn cho nhạc trĩu nặng nữa. Em à, hãy bỏ qua hết những yếu tố khách quan ở đây đi. Âm nhạc cũng không có làm cho mọi cảm xúc thăng hoa hơn. Chỉ bằng bây giờ chúng ta hãy tự cảm nhận cảm xúc của chính chúng ta. Cảm xúc của chính chúng ta. Nói cái giọng bình thường được không? Sửa cỡ nào cũng không sang được. Nói lẹ đi về nhà bao việc. Em à, có thể cho anh mượn bó hoa trên tay chứ? Thích hoa đúng không? Bó hoa này tuy là to và rất đẹp, nhưng anh nghĩ nó cũng không chân thành bằng một cành hoa của anh đâu. Trời ơi, cành hoa này làm tôi nhớ đến mùa du lan báo hiếu. Em à,
xa xôi. À, hãy quay trở về bên thực tại. Người đàn ông đang đứng trước mặt em đây, ngày hôm nay muốn đến đây và quỳ xuống luôn. Lại em à, anh ơi, anh nói lẹ đi chứ nhà bao việc. Chưa đến đoạn này em. Hãy bình tĩnh nghe anh nói. Nhìn nó cứ dở hơi thế nào đây. Không hiểu tại sao định mệnh cứ áp đặt cho anh vào những tình huống trớ trêu như thế này. Anh chỉ muốn nói với em là trái tim anh bây giờ đã mở cửa. Anh nguyện đón em vào trái tim của anh. Hy vọng em sẽ đi một đường thẳng, thẳng vào trong tâm thất và yên nghỉ tại tâm nhĩ. Và hy vọng em đừng làm hở van tim của anh. Hãy nhận lời làm vợ anh nhé. Cảm ơn. Mày đeo ngón cái hả? Anh thôi kệ, có đeo là mừng rồi em. Ok, ngón cái là ok đó. Đúng rồi, okay. Rai, rai. Vỗ tay. Ok. 3, 2, 1. Music. Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, dòng dài ba ba từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vụ vơ nhanh qua. Hai đứa con đưa ba đi bệnh viện hả? Đưa ba đi bệnh viện hả? Ba bệnh viện, em nam chính trong phim anh. Anh hai cô vậy? Gái theo đuổi em. Y chang hai đứa gái đưa ba đi bệnh viện vậy. Giống như là đang tập đi cho ba vật lý trị liệu. Ôi ghê quá, bên đây nó đẹp, mấy đứa nhỏ nó xinh xắn hồn nhiên như vậy. Thưa quý vị, Khánh Vân, Trúc Anh và Trần Phong đến từ bộ phim Mắt Biết, đạo diễn Victor Vũ. Thì các cháu đây còn rất là trẻ. Nói mấy đứa chào cô chú đi con. Dạ con chào cô chú. Sao anh dạ, này tụi em cũng còn nhỏ mà. Chú gì, tụi em còn nhỏ đây. Biết trên năm bao nhiêu không? 2000. Với lại em nói thật là nãy bước ra anh nói em không đi vậy em không có khuất phục anh ạ. Bởi vì em cảm giác như em có thể đóng được nam chính, em có thể vào vai ngạn được. Em có thể vào vai ngạn được mà. Đây bữa nay em diễn một cảnh trong phim đó luôn. Rồi mời diễn. Là cảnh Hà Lan lên thành phố nha. Tạm biệt ngạn nha. Hà Lan à. Đi. Anh ngạn. Lan à. Dạ. Em có thấy con đường sim đây không? Gì anh? Con đường sim này nè. Em thấy rồi. Đây em quay như thế này cho thấy con đường sim. Đó con đường sim đó. Ôi anh ơi, sim đẹp quá. Những bông sim màu tím rất là đẹp. Vậy mà tại sao Hà Lan lại quyết định lên thành phố bỏ làng đo đo này chứ? Không diễn được anh ơi. Diễn nhìn cái lưng với cái tóc không cảm xúc anh ạ. Với Hà Lan đi, ở đây đâu phải Hà Lan. Chị đóng mà. Má Hà Lan qua bên đây. Hà Lan qua đây con. Rồi, 3, 2, 1. Đấy, nhìn vào em nhập vai ngạn lên. Nhập vai ngạn lên. Nhập vai ngạn lên. 2, 3, action. Một câu trong phim nhá, nói ngạn đi thôi nhá. Mình diễn chỉ cần vài giây là quý vị khán giả đánh giá được cái khả năng của mình rồi. Không cần nhiều em ạ. Nhiều khán giả mất công khóc. Vô em. Lên thành phố không có ngạn chắc Hà Lan buồn lắm.
không biết có dễ làm quen bạn mới không nữa. Trời ơi, Hà Lan, cứ đi lên thành phố đi. Ngạn sẽ cố gắng đi theo. Đêm hôm đó, Hà Lan đi lên thành phố. Lúc này ngoài trời gió vẫn rít, mưa vẫn rơi. Lên thành phố đi em. Này là phim về thời thanh xuân hay là phim ma vậy? Hà Lan về đi con, để Hà Bá qua tiếp với cậu rồi. Rồi Hà Lan đi, để Hà Bá qua con. Rồi, vừa rồi là phiên bản nhẹ nhàng của những cặp trẻ chia tay. Bây giờ là phiên bản của vợ chồng mà sống không lành. Hai bạn vô. Ly dị đi. Ok, ly dị. Tôi thấy là tôi không có sống hợp với anh nữa. Đường anh đi, đường tôi đi. Chia gia tài con mỗi người một đứa. Tôi cũng chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Chia gia tài đi. Thì ra từ mấy lâu nay anh sống với tôi, anh chỉ chờ đợi giây phút này thôi, đồ khốn. Ủa, có tát luôn hả? Có. Vậy mới thật chứ em. Hà Lan là đứng nhìn, còn Hà Bá là tát. Em bỏ vai nha. Em bỏ vai. Thưa quý vị, một cái vai trong sáng ngày thơ thì cái gương mặt này nó mới hợp. Đúng. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, môi tình như gió như mây như... Thì Hà Lan là ở trên bờ, còn ở dưới nước thì hạ gì thì ai cũng biết. Này thì 2000. Đâu mà đứng với cô dạ con? Dạ. Hay là để em đóng cái cảnh trong quán bar với là một cô gái. Wow. À. 3, 2, 1. Là dai của chị là dai trong trong. Kiểu cô gái tơi mới biết đi chơi. Đây là dân chơi nhảy trong quán bar nè. Ôi trời ơi. Quán bar là có dân chơi nhảy chứ. Cô chú. Dân chơi kiểu thanh niên thôn đồ đó. Lên luôn anh trai ơi. Mời em đi rượu được không? Dạ. Anh muốn mời em một chai cũng được. Ok. Hình như em mới đi quán bar lần đầu đúng không? Dạ đâu có, em cũng đúng rồi, em mới đi lần đầu. Ok. Vậy ở đây anh với em nhảy nha. Hey. Ờ. Mời luôn anh trai ơi. Lên quá nè, sung quá nè. Thôi, đừng làm cháu sợ, Đâu, em đang diễn mà anh. Thôi. Dạ không, lúc này là em tính bill rồi em đi về anh. À là bỏ ba rồi đứng nhảy một mình. Dạ. Rồi thôi, về chạy về liền đi chứ để mất mạng.